Bắt hai tên tội phạm người nước ngoài đặc biệt nguy hiểm lẫn trốn ở Đà Nẵng Ngày mùng 5 tháng 3, phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ và bàn giao cho cục cảnh sát hình sự bộ công an hai đối tượng người nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm của Interpol. Hai đối tượng bị bắt gồm Wang Si 45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và Lee Kyung Jin 54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Trước đó, vào tháng 12 năm 2021. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nhận được yêu cầu xác minh và phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự truy tìm đối tượng truy nã nguy hiểm theo công điện phối hợp của Cảnh sát Quốc tế Interpol. Trong đó, Wang Sifem bị truy nã quốc tế với tội danh hiếp dâm và Li Ki Ung bị truy nã quốc tế với tội danh trốn chấp hành án phạt tù. Xác định mức độ nguy hiểm của hai tên tội phạm trên, Công an thành phố Đà Nẵng lập tức triển khai lực lượng truy tìm qua các nguồn thông tin, lần theo các manh mối, dấu vết, trinh sát đội truy nã, truy tìm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng đã xác định Quang Si Phen đang trốn tại một căn hộ khép kín ở phường Hòa Hải, quận Hữu Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng này không tiếp xúc với người xung quanh và chỉ ra ngoài khi cần thiết. Sau khi xác định chính xác Quang Si Phen, các trinh sát ập vào bắt giữ. Ngoài ra, đội truy nã truy tìm cũng đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng xác minh hành tung của Li Ki Ung Jin đã nhập cảnh vào Đà Nẵng. Sau khi xác định chính xác đối tượng truy nã quốc tế, các trinh sát đã bắt Lee Ki-ung dinh khi đối tượng này đang di chuyển trên đường Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Tại cơ quan công an, Lee Ki-ung dinh khai sau khi nhập cảnh vào Đà Nẵng đã trà trộn vào khu vực có nhiều người Hàn Quốc sinh sống và làm việc nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, hành tung của tên tội phạm nguy hiểm này không thoát khỏi tầm mắt của các trinh sát, cảnh sát hình sự, công an thành phố Đà Nẵng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.